Ma túy là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Qua điều tra xã hội học cho thấy, có 80% số người nghiện ma túy trả lời họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc, kể cả phạm tội, để có tiền thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, tội phạm ma túy chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu tội phạm cả nước. Mới hôm qua, hai thanh niên lừa đảo tiền để mua ma túy sử dụng đã bị Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023, Trần Minh Hậu 25 tuổi, rủ Võ Chí Công 27 tuổi cùng ngụ xã Định Hòa, huyện Lai Vung đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó cả hai đến một cửa hàng ở xã Tân Hòa, dùng thủ đoạn nhờ chủ cửa hàng chuyển vào tài khoản của Hậu 2.565.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chia nhau tiêu xài. Cùng ngày, Hậu và Công hùn tiền mua một bịch ma túy 300.000 đồng để sử dụng. Còn lại 0,162 gram ma túy loại methamphetamine, Hậu cất giấu trong giỏ thuốc lá tại nhà thì bị bắt quả tang. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hậu 2 năm 3 tháng tù, Võ Chí Công 2 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.